Thưa quý vị, tuy không được sum vầy bên người thân, gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng với những đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý tại các cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên, các hoạt động vui Tết đón xuân được quan tâm tổ chức đã có phần giúp họ thêm ấm lòng khi Tết đến xuân về. Phản ánh của phóng viên thời sự. Bữa cơm tất niên những ngày cuối năm tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay là câu lạc bộ nhân ái như thế là đến tặng cho các đối tượng bữa cơm ăn này. Những người bất hạnh như tôi cảm thấy rất vô cùng hạnh phúc. Những món ăn hôm nay đều là hương vị của Tết để cho tất cả những người đang được nuôi dưỡng ở đây cảm thấy có hương vị Tết này, có những tình thương yêu của tất cả mọi người. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang quản lý, chăm sóc, điều trị cho khoảng 1.000 người tại các cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh và trung tâm bảo trợ xã hội. Để chuẩn bị Tết thật chu đáo cho các đối tượng, cùng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các tổ chức, những tấm lòng hảo tâm, các đơn vị đã có kế hoạch cụ thể để các đối tượng đón Tết thật đầm ấm. Như năm ngoái thì các đối tượng được hưởng mức tiền ăn Tết trong 5 ngày Tết Nguyên đán ấy là 200.000 một đối tượng một ngày. Thì đến năm 2024 này, mặc dù khó khăn nhưng mà mức ăn của đối tượng đã được nâng lên 240.000 một đối tượng một ngày. Thực hiện việc vui xuân đón Tết, bên cạnh việc đảm bảo các chế độ cho các đối tượng theo chính sách của nhà nước, đơn vị cũng tổ chức các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần để động viên các đối tượng bằng những việc làm cụ thể. Đối với những ngày Tết thì giao lưu cùng với các đoàn thiện nguyện đến và có các chương trình văn nghệ, văn hóa, thể thao như là múa này, hát này và nhảy dân vũ. Ngoài ra thì có cả cầu lông, bóng chuyền, hơi, đấy là những cái hoạt động mà hàng ngày. Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên đang quản lý điều trị cai nghiện ma túy cho hơn 150 học viên. Những ngày này, không khí xuân đã thực sự rộn ràng tại đơn vị với các hoạt động như dọn dẹp khuôn viên, trang hoàng các khu vực để các học viên vui xuân đón Tết. Để tạo không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự vui xuân đón Tết, thì tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã lên kế hoạch triển khai những cái phần việc cụ thể. Chúng tôi cũng tổ chức cho các gia đình trong những ngày giáp Tết được vào gửi quà cho các học viên. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền như là làm cái công tác tư tưởng đối với học viên trong cái quá trình mà tổ chức vui xuân đón Tết. Tết đến xuân về thì trung tâm và nhà nước đã tạo điều kiện cho chúng tôi được vui chơi, giải trí, ăn uống đầy đủ. Chúng tôi cũng coi đây như một gia đình thứ hai. Đón Tết không có gia đình, người thân, nhưng tại những ngôi nhà chung, lòng nhiệt tình của cán bộ tại các đơn vị cùng sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội, những người yếu thế trong xã hội sẽ được đón một cái Tết ấm tình người.